Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea, các con ông Giê-bê-đê và hai môn đệ nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông khác nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tay. Khi các ông lên bờ thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dù cá nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi ông là ai, vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần lấy bánh trao cho các môn đệ, người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, hành trình truyền giáo là một hành trình gian nan, bởi chúng ta thấy cái người con người nhiệt thành, đầy lòng yêu mến đối với hội thánh Chúa Kitô, đối với chính danh của Chúa Kitô là Thánh Phaolô. Nếu không có sự nhiệt thành đó, chắc chắn ngài đã không thể hoàn thành công cuộc truyền giáo của mình. Sau quá nhiều lần bị mọi thứ trắc trở khó khăn, và bài đọc một mà chúng ta nghe hôm nay là phần cuối của sách Công vụ Tông đồ, lại kể chuyện của Thánh Phaolô và cho thấy rằng Thánh Phaolô phải đứng ra tự biện hộ cho mình trước tòa án. Tức là ngài đã bị giam, ngài bị bắt bớ, ngài bị tra tấn, và bây giờ người ta đưa ngài ra trước tòa án. Luật của người Roma là khi đưa ra tòa án thì bên nguyên đơn phải đối chiếu với bên bị đơn, tức là người bị tố cáo phải gặp mặt người tố cáo mình để cả hai đối chiếu những lời lẽ trước tòa án. Lúc đó quan tòa mới có dựa vào nhiều vấn đề, thì trong đó có một trong những vấn đề đó là những lời cãi nhau tại tòa, để quan tòa mới xét xem ai đúng ai sai và sai đến mức độ nào, đúng thì đúng đến đâu. Nhưng hôm nay tòa án đã không thành công. Thánh Phaolô biết là xung quanh ngài có nhiều người biệt phái. Những người biệt phái thì tin có sự sống lại ở đời sau. Còn những người phái Sa-đu-xê-ô thì họ tin không có sự sống lại.
Cho nên những phái Sa-đu-xê-ô và phái biệt phái này đều có mặt tại tòa, nhưng những người biệt phái thì khá đông ở tại tòa án mà Thánh Phao-lô đang bị đưa ra. Thế là Ngài dùng chính lý luận của mình. Chúng ta phải thú thật rằng Thánh Phao-lô là con người sắc bén trong suy nghĩ và là người sâu sắc trong tất cả những diễn biến của mọi hoàn cảnh xảy ra cho mình. Thánh Phao-lô không chỉ là con người được học hành giỏi giang, được nổi năng do những công tác của mình, mà Ngài còn là một con người khoa bản và biết nói khi cần, biết làm thinh khi phải làm thinh. Ngài cũng là người đầy Chúa Thánh Thần, đầy sự khôn ngoan, cho nên Ngài khá sâu sắc, Ngài đầy những ý tứ hoặc là những suy nghĩ trong từng ý tứ mà mình đưa ra để có thể viết là viết trong sự sâu sắc, và nếu phải nói thì nói trong sự chỉnh chu đàng hoàng. Cho nên ngay trước tòa án, khi mà người ta chuẩn bị xử Ngài, Ngài đã dựa vào chính cái sự khôn ngoan của bản thân mình để chúng ta ngày hôm nay chúng ta nói là lập lờ đó. Nhưng đối với Thánh Phao-lô thì Ngài tự binh vực mình, thành ra Ngài nói với quan tòa và nói với cả tòa án, với những người có mặt tại tòa rằng: tôi là người vì Giê-xu tôi đi rao giảng tin mừng, và các người thì các người bảo rằng Giê-xu đã chết, nhưng tôi quả quyết Giê-xu đang sống. Chúng ta thấy tòa án Roma là một tòa án ngoại giáo, nó đâu có liên can gì tới niềm tin, cho nên nó coi như hai bên cãi vã nhau về niềm tin không đáng là tội để nó xét. Chừng nào Thánh Phao-lô bị tố cáo là ăn gian này, là cướp giật này, là giết người này, là kẻ khủng bố này, vân vân, thì chắc chắn Thánh Phao-lô sẽ bị xử ngay. Nhưng đằng này lý luận về tôn giáo, kẻ thì nói rằng Chúa sống lại, kẻ thì nói rằng không có Chúa sống lại, kẻ thì bảo rằng không có sự sống đời sau, và Thánh Phao-lô thì bảo rằng có sự sống đời sau. Nó không liên quan gì tới tòa án của Roma cả. Cho nên những người ở tại tòa đã không thể xử Thánh Phao-lô. Và rồi khi cho Ngài đối chiếu với nhân chứng tại tòa như vậy, thì Ngài dùng chính cái sự biện bác của mình để nói lên niềm tin tại tòa, thì bắt đầu có sự ồn ào, là những người phái biệt phái đứng dậy và chống lại những người phái Sa-đu-xê-ô trong tòa. Hai bên cãi vã nhau và nó nặng nề đến nỗi gần như chiến tranh tại tòa, cho đến mức mà quan tòa sợ Thánh Phao-lô bị người ta phanh thây trong lúc mà họ hai bên cãi vã nhau. Thành ra ông đã lén lút đưa Thánh Phao-lô đi ra khỏi tòa án, và Thánh Phao-lô đã thoát chết trong gang tấc, có thể nói được như vậy. Và tòa án đã trở thành một sự xáo trộn đến mức mà những lính tráng Roma phải được mang đến để trấn áp và không cho sự cãi vã lớn lao nữa xảy ra. Và cuối cùng phía đằng sau tòa án thì chúng ta thấy vua Agrippa và Bernia xuống Seresia. Thế là hai người đã bàn với nhau, bởi Thánh Phao-lô Ngài có hai thẻ công dân. Một thẻ công dân là công dân Roma, không biết Ngài lấy ở đâu ra, chúng ta không biết là Ngài có được từ đâu, nhưng Ngài trở thành công dân Roma. Cho nên Ngài nại quyền, Ngài không phải là, không chỉ là người Do Thái, mặc dù Ngài là công dân Do Thái thật sự, nhưng Ngài còn là công dân Roma. Cho nên Ngài chấp nhận sẽ đi về Roma để Ngài nại vào quyền của Hoàng đế Augusto, để đến đó Ngài thấy rằng mình sẽ được an toàn hơn. Và thật là thế, Thánh Phao-lô đã nại đến quyền của Hoàng đế, bởi vì Ngài không chỉ là công dân Do Thái mà còn là công dân Roma.
cho nên Ngài đã xuống tàu cùng với những người đưa Ngài đi về Roma. Tại Roma, 2 năm cuối đời, Thánh Phaolô đã bị giam giữ, đã bị giam lỏng ở tại nhà, và ơn Chúa ban cho hết sức là hiệu quả. Khi tại những năm tháng Ngài bị giam tù lỏng ở Roma thì lại có rất nhiều những bậc vị vọng, những người cũng khoa bảng, cũng học hành giỏi giang, và nhiều nhà nghiên cứu, trong đó có một số người Do Thái lẫn những người ngoại giáo tại Roma lại đến trò chuyện với Thánh Phaolô. Thánh Phaolô bị giam cho nên Ngài không đi ra ngoài được, thì Ngài bắt đầu có những bức thơ và Ngài nói chuyện qua thơ từ với nhiều người, và Ngài đã gặp gỡ được nhiều những tai to mặt bự tại Roma. Hóa ra trong những năm tháng được tự do, Thánh Phaolô rao truyền tin mừng cho mọi người, từ những cấp độ yếu, những cấp độ hiểu biết kém, cho đến những người khá hơn, từ những người nghèo cho đến những người giàu có. Còn bây giờ khi bị giam tại Roma, thánh nhân lại trở thành nhà truyền giáo cho những kẻ chuyên học thức. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời của Thánh Phaolô cho đến giọt máu cuối cùng, khi Ngài hy sinh bản thân tại Thánh đô Roma, Ngài đã làm cho danh Chúa được rực sáng, Ngài đã làm cho danh Chúa Kitô được phát triển. Nhiều người khi đến thọ giáo với Thánh Phaolô tại Roma, họ đã tin vào Chúa Kitô, họ đã thấy được nơi con người này, mặc dù thẳng thắn nhưng đầy sự nhiệt tâm, họ đã thấy được lòng yêu mến của Thánh Phaolô đối với hội thánh của Chúa. Và dẫu cho qua bao nhiêu gian truân, dẫu cho qua bao nhiêu những sóng gió, không có bất cứ cái gì ngăn chặn được lòng nhiệt thành truyền giáo của Thánh Phaolô. Anh chị em thân mến, đó là bài học cho tất cả chúng ta. Cái chết của Thánh Phaolô sau này vào năm 67 tại Roma là một cái chết đáng để mọi người chúng ta luôn luôn ý thức. Ngài đã chết vì Chúa Kitô. Nếu một đời Ngài sống cho Chúa Kitô thì giờ đây cái chết ấy lại càng vinh danh Thiên Chúa của mình hơn. Thánh Phaolô là một bằng chứng, là một bài học, là một kinh nghiệm sống lớn lao cho hội thánh Công giáo, cho từng người Kitô hữu và cho tất cả những ai tin vào Chúa Kitô, Chúa của mình.